Thưa quý vị, thị trường có rất nhiều loại bình nước nóng dùng để pha trà và giữ ấm với đủ kích cỡ, kiểu dáng và chất liệu hiện đại. Tiện lợi là vậy, nhưng nhiều người lại có xu hướng quài cổ nên chiếc giỏ bình giữ ấm bằng trái dừa này vẫn còn tồn tại. Vâng, và người đàn ông này chính là chủ nhân của vật hoài cổ đó. Ông mày mò làm ra những chiếc bình không đơn giản là niềm đam mê mà còn muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống Nam Bộ xưa. Chất liệu đơn sơ, nhưng ông Lâm Thái Dũng ở huyện Thành Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng không cho là đơn giản. Bởi mấy mươi năm trong nghề, nhưng ông vẫn rất tỉ mỉ, mày mò lắm mới cho ra được thành phẩm thế này. Thì hồi xưa thì mình cũng đã thấy mấy ông lão, thậm chí như ba mình là cũng có xài cái này rồi. Đó, thành ra mình thì cái ý tưởng đó là mình cũng nhớ tới bây giờ. Cái công từ lúc mình làm đó hả? Từ cái theo nói thì khoảng 2 ngày nó mới thành phẩm một cái trái dừa gì, là sơn đồ gồ luôn đó. Cái này là cái nghề nó dạy nghề. Mỗi khi mỗi một mình làm ra một cái sản phẩm một trái gì đó là mình rút được một kinh nghiệm. Ở Sóc Trăng, để chọn trái dừa đẹp, tròn đều, đúng kích thước không phải chuyện dễ dàng. Ông Dũng phải lặn lội khắp nơi, có khi sang tận Trà Vinh, Bến Tre đặt mua. Cũng vì đam mê, muốn lưu giữ vật xưa cũ, nên công đoạn ông chọn trái dừa cũng thật khắt khe. Khi chọn được trái dừa ưng ý là đến công đoạn đòi hỏi tay nghề và sự kiên nhẫn của người thợ. Cắt miệng bình phải tròn đều, đúng một mặt cắt và khoét ruột. Nếu lệch đi một chút coi như thất bại và bỏ đi. Làm nó là hữu dụng, nó rất là hữu dụng. Cái những người mà ta không biết uống trà thì ta không quan tâm ha. Còn những người mà ta biết uống trà mà trà ghiền đó ha, là người ta rất quý cái này. Nhiều khi người ta muốn kiếm mua một bình trà này nhưng mà không biết ở đâu bán. Đam mê mới làm được, chú nói thẳng một câu, nếu không đam mê mà nếu nói làm mà tính về cái tiền á, tính mà để lời, tính lời để lỗ, để lời mà cái công của mình bỏ vô bao nhiêu là mình phải lấy lại bao nhiêu là không có được. Ông Dũng còn rất khéo tài làm những món đồ thủ công từ gáo dừa như đèn dầu, con mèo, con trâu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và người đàn ông này vẫn miệt mài nghiên cứu thêm những vật dụng, đồ mỹ nghệ mới lạ, đẹp mắt, một phần vì đam mê và cũng muốn lưu giữ những gì cha ông truyền dạy.